Xin chào toàn thể anh em, chào mừng em quay trở lại với Thế Anh Audio. Để tiếp tục các video thì ngày hôm nay, đây là một mẫu đẩy hàng chính hãng đến từ ETC. Và mẫu này mẫu mới nhất đến từ ETC và được Thế Anh Audio sẽ giới thiệu cũng như là sẽ bán giảm giá 3 chiếc đầu tiên. Với một mức giá em cam kết là giá cực kỳ là tốt cho các bác. Và bật mí một chút, giá chỉ có hơn 5 triệu anh em nhá. Thì các bác theo dõi video rất là mong muốn, anh em nào chưa like video thì hoan hỉ ủng hộ cho bên em Simonline một đăng ký kênh và nhớ nhấn chuông để không bỏ lỡ các video tiếp theo từ Thế Anh Audio ạ. Và đây em xin giới thiệu chi tiết về mẫu đẩy này, sau đó là sẽ báo giá ở cuối video. Đấy, đặc biệt là sẽ có 3 chiếc đầu tiên với một mức giá cực kỳ hấp dẫn cho các bác và anh em. Với thiết kế anh em có thể nhìn thấy này, thiết kế mới, mẫu mới đến từ ETC, mã của nó là LX1200 với công suất của nó là 1200W một kênh nhân với cả 4 kênh. Và với 1200W thì các bác có thể đánh những đôi loa 30, loa 40 hay là súp đơn 50 con 100, đánh cực kỳ là khỏe luôn ạ. Anh em đi làm show sự kiện hay đánh array, đặc biệt các bác dùng gia đình thì rất là yên tâm và rất là bền. Đấy. Và mẫu mới này với thiết kế là mặt trước là rất là đẹp. Đấy, ETC Pro Audio hàng mới chính hãng. Đấy, và hàng này là sẽ được bảo hành chính hãng là 1 năm cho các bác nhá, cực kỳ là chất lượng luôn ạ. Và hai quai sách hai bên. Đấy, rất là khỏe khoắn. Có tai bắt tủ âm thanh cho các bác đi làm show. Đấy, tủ âm thanh thì anh em bắt trực tiếp vào tủ, rất là đẹp luôn. Đấy, mẫu mới, thiết kế mới cực kỳ đẹp. Và sẽ quay cho em đằng sau nhá. Đây là đằng sau của những chiếc đẩy 4 kênh LX1200. Đây ạ, các bác có thể thấy đây các tín hiệu đầu vào 1, 2, 3, 4 này. Anh em, đây là hai đường kết nối từ vang xuống set 1, set 2, sau đó anh em link từ 1 sang 3 và 2 sang 4. Đấy, rất là dễ dàng chỉnh. Và quạt gió thì sẽ có hai quạt gió hai bên đằng sau. Các tín hiệu đầu nhạc ra bằng, đây là cầu giao loa 1, 2, 3, 4 này. Và 4 giác lưu trích. Đấy, cực kỳ chất lượng. Và ở đây các chế độ đánh anh em có thể thấy ở đây nhá, các chế độ bright, sitel, barrel đầy đủ. Đấy, cực kỳ chất lượng cho các bác nhá. Và nội thất của nó đây, xin phép quay chi tiết nội thất cho các bác. Một nội thất quá nó khủng luôn, với một nguồn đồng đây, một nguồn đồng size 22. Đấy, nguồn size to nhất của những dòng đẩy 4 kênh của ETC. Rất là chất lượng luôn ạ. Và tem mác đầy đủ cho các bác nhá. Hàng chính hãng này anh em yên tâm về độ bền, độ chất lượng và độ hoàn thiện của nó cực kỳ chất lượng luôn cho anh em. Và con này là phiên bản này vẫn sẽ giữ cho các bác là 24 tụ lọc nguồn. Đấy nhá. Phiên bản này sẽ là phiên bản nâng cấp, sẽ vẫn giữ cho anh em là 24 tụ lọc nguồn với thông số là 10.000mi và 80V. Thông số quá là khủng luôn. Cái anh em nhìn thấy nhá, cái nguồn to này. Đấy, nguồn rất là to kết hợp với cả tụ lọc nguồn như này. Đấy, số lượng tụ lọc nguồn quá nhiều này thì đảm bảo cho anh em điện cung cấp vào rất là khỏe, đánh cực kỳ khỏe nó cho các bác. Và đây anh em có thể thấy mạch, đây là mạch nội thất của nó này, mạch công suất. Hoàn toàn chạy là sò trường LJW và cả bù áp nữa là 80 sò trường LJW anh em nhá. Đấy, anh em không nghe nhầm đâu ạ. Cả bù áp của từng kênh, từng vế sẽ là 80 sò trường LJW, đánh cực kỳ khỏe. Đây, soi kỹ một chút cho anh em có thể thấy. Đấy, tất cả là sò trường LJW loại to luôn cho các bác nhá. FPF 52. Quá khỏe luôn. Và đặc biệt phiên bản này sẽ trang bị cho các bác là những cái dơ le chống cháy loa này. Đấy, tất cả các kênh đều có dơ le chống cháy. Cực kỳ cao cấp luôn ạ. Đấy, cực kỳ cao cấp luôn cho các bác. Đấy, các dơ le đều có. Đấy, các kênh đều có dơ le nhá. Và kể cả nguồn này cũng có này, mạch nguồn cũng có dơ le chống cháy. Đấy, đảm bảo cho anh em là khi mà anh em đấu bị chập dây loa hay là bị đấu điện xung vào thì qua các cầu chì này nó chỉ cháy cầu chì thôi, anh em chỉ thay cầu chì là được. Đấy, cực kỳ cao cấp luôn ạ. Đấy, với nội thất quá là khủng cho các bác. Và đây em sẽ test cho anh em nghe nhá, test nghe trực tiếp chất âm của nó. Thì các bác nào có tai nghe thì đeo tai nghe vào để nghe cảm nhận cái độ sáng tiếng và đánh uy lực của những chiếc đẩy này. Hiện tại là em đang kết nối là kênh A và kênh B, và mỗi kênh là một chiếc 30 thì công suất chỉ vặn khoảng một nửa thôi là rất là căng cho các bác rồi. Đây nhá. Một lửa thôi là công suất rất là khỏe luôn cho các bác rồi. Và đặc biệt đây, anh em có thể thấy nhá, đây là mẫu đẩy mới của ETC, hàng chính hãng, hàng mới nguyên hộp sẽ được bảo hành 1 năm. Và đặc biệt giá nhá, em đã nói rồi, em sẽ bảo giảm giá 3 chiếc đầu tiên cho các bác với một mức giá là tốt nhất thị trường hiện nay. Giá ngày hôm nay bên em sẽ báo cho các bác giá chỉ có
5.900.000. Em sẽ bao ship cho các bác này. Tặng 4 giá cà lông 5.900.000 một chiếc đẩy ETC LX1200W. Ok ạ, 1200W một kênh anh em đánh. Súp đơn 30, 40 hay là full súp 50, full 30, full 40 cực kỳ khỏe luôn cho các bác. Mà giá chỉ có 5.900.000 một chiếc đẩy này nhá. Mua hàng anh em có thể nhanh tay đây. Nhắn tin số em chốt đẩy LX1200. Ok chưa ạ? 5.900.000 và bao ship tặng 4 giá cao lông. Nhận hàng được kiểm tra trước khi thanh toán và anh em được sẽ bảo hành 1 năm. Ok chưa ạ? Giá cực kỳ là tốt cho các bác và anh em, một dòng đẩy mà. Nội thất quá là khủng đây. Nội thất quá là khủng cho các bác. Thì anh em mua hàng có thể nhanh tay nhắn tin số em nhá. Chốt đẩy LX1200. Đấy. Giá rất là tốt. Và cảm ơn các bác và anh em rất là nhiều nhá. Hẹn anh em ở các video tiếp theo từ Thành Euro ạ. Xin cảm ơn anh em.